câu chuyện luân hồi mấy đời làm tăng khó thoát tình duyên tôi và vợ tôi không phải là người cùng một tỉnh khi tôi chán nản buồn bã đã quen được cô ấy sau này trải qua bao nhiêu trở ngại chúng tôi mới kết thành vợ chồng thời gian đó chúng tôi đã vượt biết bao khó khăn trong tâm tôi luôn cảm thấy mình nợ cô ấy rất nhiều cô ấy có tính hay dựa dẫm vào tôi nếu một ngày không nhìn thấy tôi thì tâm thần bất an đứng ngồi không yên. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, chúng tôi may mắn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng tình vợ chồng là trở thành chướng ngại nghiêm trọng. Sư phụ trong chuyện Pháp Luân đã giảng, nếu tình kia chẳng đoạn thì chư vị không thể tu luyện được. Khi mới tu luyện, sư phụ đã giúp tôi khai mở một số ký ức ở những đời trước. Vợ tôi cũng vì thế mà thường nói với tôi Kiếp trước em và anh rốt cuộc là có quan hệ nhân duyên thế nào? Anh không thể xem một chút sao? Tôi nói với cô ấy rằng điều này không thể cưỡng cầu được. Mọi việc đều phải dùng pháp mà đo lường. Sư phụ nhất định có an bài của Ngài. Chúng tôi mỗi ngày đều học pháp giữ gìn tâm tính. Vậy mà trạng thái vẫn lúc thì tốt, lúc thì không. Chính là vì không thể từ căn bản mà trừ bỏ chấp trước và tình vợ chồng này tôi cũng cảm thấy không biết làm thế nào và một buổi tối tôi lại một lần nữa vượt qua không gian và thời gian của luân hồi trở về hơn một nghìn năm trước nhìn thấy được những ăn oán giữa tôi và vợ trong kiếp đó sau nhiều năm tôi xuống núi vân du khi trở về chùa vĩnh hoa thì sư phụ đã viên tịch rồi bởi vậy chúng tăng trong chùa chọn tôi lên làm trụ trì không lâu sau tôi bắt đầu lập đàn giảng kinh tuyên dương phật pháp khi đó tôi chưa đến 30 tuổi Những người thường họ hay gọi đùa tôi là tiểu phương trượng Cùng với ảnh hưởng được mở rộng Hương hỏa trong chùa càng ngày càng thịnh dưỡng Khách hành hương, các tính chúng Những người hỏi đạo đến tôi đều không cự tuyệt Một hôm, một nhà giàu họ lý có việc đi qua chùa Ông dẫn theo người nhà Tiện đường liền lên núi thắp hương kính Phật Khi uống trà nói chuyện Thì biết được cả nhà ông đều tính phụng Phật Pháp Hãy làm việc thiện vì nghe nói tôi tu Phật luyện trong Phật Pháp đã được trình độ nhất định nên ghé vào thăm thuận tiện cho chúng tăng một ít đồ cúng đi cùng còn các con gái của ông dáng vẻ khoảng 16 đến 17 tuổi dung mạo đoan trang có nhìn thấy những câu kệ tôi viết liền cầm lên xem hồi lâu rồi chợt hỏi chuyện một cách tò mò tôi khiêm tốn trả lời từng câu hỏi không lâu sau thì họ phải lên đường khi từ biệt tôi mới phát hiện ánh mắt của lý tiểu thư không rời khỏi tôi ánh mắt đó từ trước đến giờ chứ từng tiếp xúc qua bỗng nhiên tôi thấy chấn động tâm tư suy nghĩ bất định tự nhủ ta tu hành từ nhỏ đến nay tự nghĩ định lực bản thân không hề nông cạn làm sao trước nữ sắc lại thất bại thế này từ hôm đó nhiều ngày khi đã tọa không thể nhập định được những suy nghĩ bất chính liên tiếp đến dần dần phải qua thời gian dài mới có thể chế phục được tâm ma này từ đó tu luyện trong phật pháp không dám có chút buông lơi nữa một năm sau dưới núi có người vội vã đưa đến một bức thư thì ra là thư của lý viên ngoại tôi vừa mở ra xem mồ hôi lạnh liền toát ra vội vàng niềm phật hiệu trong thư viết con gái lý viên ngoại từ sau khi ở chùa trở về không lâu sau thì ngã bệnh không cách nào chữa được tìm không ra nguyên nhân căn bệnh tiểu thư không nói người nhà cũng không có cách nào sau này mới ít nhiều biết được là vì tương tư tôi nên thành bệnh nghĩ tôi là người trong phật môn chuyện này chẳng phải trò cười hay sao nhưng không biết làm thế nào với sức khỏe con gái ông ngày càng nguy kịch chỉ còn cách mời tôi từ bi xuống núi thăm con gái ông việc cứu người là khẩn cấp do đó tôi vội vàng thu xếp công việc và đồ đạc rồi theo người đưa thư xuống núi sau nhiều ngày thì đến được lý phủ Lý viên ngoại trong lòng nóng như lửa đốt Nhìn thấy tôi đến bèn vui mừng ra đón Rồi dẫn tôi vào trong nhà Dường như đã có người sớm báo cho tiểu thư Viên ngoại ở bên ngoài gọi tiểu thư Con gái, con xem ai đến này Tiểu thư từ từ, từ ngồi dậy khỏi giường Nét mặt ửng hồng, khét khẽ hỏi tôi Cao Tăng, ngài đã biết rồi sao Lời nói có vẻ mệt mỏi Cơ thể biểu lộ ra vẻ yếu ớt Tôi vội vàng thi lễ ra hiệu cô ấy không nên cử động nhiều. Sau đó tôi giảng giải về Phật Pháp, muốn cô ấy vượt qua chướng ngại tình cảm nam nữ. Nhưng cô ấy tựa như nghe mà không nghe, lúc sau hỏi tôi. Cao Tăng, kiếp này ngài và tôi không thể đến được với nhau ư. Tôi liền lập trưởng nói, đúng vậy, tuyệt tối không thể được. Nước mắt cô gái lăn dài trên má. Một hồi lâu sau, cô ấy chuyển vào gói đồ trên bàn và nói, hôm nay gặp nhau không biết khi nào mới lại tương phùng tôi tặng ngài một bó tơ lụa làm đồ cung dưỡng mong cao tăng nhận cho tôi ấp úng nói cái này dáng vẻ của cô ấy làm tôi không nỡ cười tuyệt huệ bằng tăng xin nhận cảm tạ nữ thiết chủ bằng tăng xin cáo từ xin nữ thiết chủ an tâm nghỉ ngơi dưỡng bệnh đọc nhiều kinh phật sức khỏe sẽ sớm hồi phục thấy cô ấy lặng im tôi liền quay người bước ra khỏi phòng Cao Tăng xin hãy thông thả Tiểu thư ở sau lưng tôi gọi Tôi quay người lại Nữ thí chủ vẫn còn việc gì muốn nói hay sao Ánh à, mắt cô gái lộ vẻ kỳ lạ Nếu đời này ngài tu không thành thì sao Tôi đáp lời cô ấy Nếu đời này ta không tu thành Đời sau vẫn tiếp tục làm tăng Nếu đã như vậy Giả lụa này xin làm tính giật. Kiếp sau tôi lại lên chùa tìm ngài Nói xong tiểu thư quay người đi vào trong trở về chùa được hai năm nghe nói sau khi tôi rời khỏi đó không lâu lý tiểu thư đã qua đời trong sầu não việc này đã khuấy động cả một đời của tôi quả nhiên trong kiếp đó tôi tu không thành chớp mắt đã đến đời sau tôi quả nhiên là chuyển sinh thành hòa thượng sau đó ở chùa vĩnh hoa tiếp tục làm trụ trì thẩm thoát mấy năm trôi qua đã lại đến trung thu ngày thứ hai là ngày hương hội buổi tối khi tôi đã tọa nhập định bỗng nhiên trước mắt hiện lên một khoảng không rõ ràng tôi xuất hiện công năng túc mệnh thông tôi biết được mình là phương trượng tiền nhiệm chuyển thế và cũng biết được chuyện gì sắp xảy ra sau khi xuất định chỉ biết thở dài than rằng định số đúng là định số ngày hôm sau người đến hành hương rất đông đến trưa nghe thấy phía bên ngoài cổng chùa có tiếng truyền vào trong tâm tôi mấy động đến rồi cuối cùng cũng đã đến. Lát sau, các khách tăng dẫn người có dáng vẻ là quan viên đi vào đại điện. Lễ Phật xong, ở trong phòng khách mời tôi tiếp đón. Vị quan viên vừa thấy tôi liền nhìn kỹ trên dưới rồi không ngừng gật đầu, quả đúng như thế, quả đúng như thế. Hai tay tôi hợp lại trước ngực, xin hỏi đại nhân từ đâu đến, có việc gì? Người đó bỗng như giật mình tỉnh giấc, trả lời Ta đến từ Trường An Vì con gái mà đến quý tự tìm người Tôi nói Tìm người ư Trường An cách Vĩnh Hoa từ cả trăm dặm Làm sao có người cô ấy còn tìm được Các khách tăng đều cảm thấy kỳ lạ Là như vậy Người đó giải thích Ta có một cô con gái Nó giống như viên minh châu trong tay vợ chồng ta Chẳng mấy chốc đã đến tuổi kết hôn Có rất nhiều người Nó cũng thấy vừa mắt một hôm nó mơ thấy chồng mình là người nơi cửa phật hơn nữa kiếp trước từng có ước hẹn cụ thể hiện giờ ở chùa nào dáng vẽ ra làm sao còn có tính giật làm chứng nó rõ ràng mười mươi ta cũng là người tin phật mặc dù bản tính bán nghi ta vẫn muốn đến trước để hỏi dò và nghe ngóng xem sao không ngờ quả thật rất đúng với lời con gái nói không sai chút nào các sư đệ bên cạnh nghe không lọt nữa tức giận nói vớ vẩn phương trượng chúng tôi là cao tăng đắc đạo sao lại có thể giống lời ông nói được chứ tôi đưa tay lên ra hiệu bảo họ đừng nói nữa rồi khi vào nhà kho mở hầm gỗ của phương trượng tiền nhiệm để lại lấy ra gói đồ đã lâu đã bị bụi phủ kín cảm xúc dâng chào sau đó trở lại phòng khách đặt gói đồ lên bàn rồi nói với vị quan viên đây chính là tính vật mà con gái ngài nói đó là di vật của tổ sư Lúc này các tăng nhân trong chùa tụ lại ngày càng đông Có người chen vào trong phòng Đứng không được liền chen lên bên cửa sổ Chen nhau mà thở Hiếu kỳ chăm chú vào mọi việc xảy ra ở đây Vị quan viên nói Vậy thì ngài hãy mở gói đồ đó ra xem xem Mọi người lần lượt hướng ánh mắt về phía tôi Được rồi Tôi nhẹ nhàng mở gói đồ ra Quả nhiên là một bó vải lụa màu trắng Mọi người đều ngạc nhiên bỗng nhiên giả lụa đó phát ra ánh sáng nhạt cái tăng nhân cùng tụng niệm phật hiệu phụ phục xuống quỳ lạy lúc lâu sau mọi người mới giật mình tỉnh lại vị quan viên đó nói với tôi nếu tất cả đều là sự thật thì xin cao tăng thu xếp rồi cùng tôi lên đường vào phủ chọn ngày để cùng tiểu nữ hoàn thành hôn sự con gái tôi kết hợp với ngài đúng là trai tài gái sắc cả đại điện bỗng chốc tĩnh lặng mọi người đều tỏ ra vô cùng lo lắng Tôi suy nghĩ một lúc rồi chỉnh lại tăng y Ngồi ngay ngắn trên chiếc bồ đoàn Tay lần trụi Phật châu niệm Một đoạn dài Phật hiệu Nước mắt lăn xuống với dáng vẻ đau thương Là nợ nghiệp kiếp trước Làm ta hai đời không thể giải thoát được Đành đoạn dứt từ đây Đợi đến khi đắc lại chính pháp vậy Nói xong tự mình làm tỏ hóa mà rời đi Nghĩa là tỏ thiền cho đến khi viên tịch đây chính là quan hệ nhân duyên giữa tôi và vợ. Trải qua lương hồi hàng nghìn năm, trong đời này chúng tôi đều sinh ra trong gia đình nghèo khó, nơi trần thế mênh mông này nối tiếp tiền duyên. Mặc dù xa cách nghìn dặm, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đến với nhau. Hơn nữa lại là duyên quy đại pháp, trở thành đệ tử đại pháp. Nghĩ lại mấy kiếp làm tăng nhưng đều tu không thành, cũng là vì Phật Pháp của thích giáo có hạn về tầng thứ. Nó mới không thể giải quyết vấn đề căn bản của người tu luyện. Nhưng pháp luân đại pháp là đại pháp căn bản của vũ trụ, tự nhiên có thể viên dung tất cả, thiền giải tất cả. Con xin cảm tạ ơn từ bi khổ độ của sư Tôn, sau khi minh bạch được pháp lý, quan tình này chúng tôi cũng đã nhanh chóng vượt qua.